Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với lớp học văn của trang web olm.vn. Các em thân mến, để khởi đầu cho bài học ngày hôm nay, hãy cùng cô quan sát các bức tranh chúng ta đang có trên màn hình và cho cô biết địa danh được nhắc đến thông qua các hình ảnh trên là gì nhé. Việt Nam đất nắng chan hòa, hoa thơm quả ngọt, bốn mùa trời xanh, đất trăm nghề của trăm vùng, khách phương xa tới lạ lùng tìm xem. Những lời thơ ca ngợi vẻ đẹp của dải đất hình chữ S thật sâu lắng. Làm nên vẻ đẹp cho dải đất hình chữ S ấy là cảnh sắc của những miền quê vừa bình dị vừa thơ mộng, trong đó có miền quê biển của nhà thơ Tế Hanh. Tế Hanh sinh ra và lớn lên ở thôn Đông Yên, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Làng quê của Tế Hanh là một vùng sông nước nằm ven bờ hạ lưu sông Trà Bồng, con sông đã tắm mát đời ông. Đây cũng chính là nơi tạo nên nguồn cảm hứng để thi nhân sáng tác những bài thơ nổi tiếng về sông nước quê hương như Quê hương, nhớ con sông quê hương, trở lại con sông quê hương, bài thơ mới về con sông xưa. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tác phẩm Quê hương, một trong những bài thơ hay nhất của ông nhé. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu vào bài học, hãy cùng cô điểm qua những mục tiêu mà chúng mình sẽ đạt được thông qua video bài học Quê hương. Thứ nhất, các em sẽ trình bày được những hiểu biết chung về tác giả và tác phẩm. Thứ hai, các em sẽ trình bày được vẻ đẹp tươi sáng của bức tranh làng quê vùng biển và tình cảm đằm thắm dành cho quê hương của nhà thơ. Trước tiên, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần 1 La Mã, tìm hiểu chung, một nhỏ về tác giả. Đầu tiên là về con người và cuộc đời. Trong sách giáo khoa đã có những kiến thức khái quát về tác giả Tế Hanh. Dựa vào phần tiểu dẫn, hãy trả lời câu hỏi sau đây nhé. Tế Hanh sinh năm 1921, mất năm 2009. Tên khai sinh là Trần Tế Hanh, quê ở Quảng Ngãi. Tế Hanh sáng tác vào giai đoạn cuối phong trào thơ mới. Nhắc đến ông, nhà văn Nhất Linh đã từng viết: Tế Hanh có rất nhiều hứa hẹn trở nên một thi sĩ có tài. Ông có một linh hồn rất phong phú, có những rung động rất sâu sắc, và để diễn tả tâm hồn, ông có đủ nghệ thuật và cách đặt tìm câu chữ. Ông được mệnh danh là nhà thơ của quê hương. Ông viết nhiều về quê hương, hay về quê hương. Trong số 14 tập thơ đã xuất bản thì không tập thơ nào thiếu vắng những tác phẩm về quê hương, và nó trở thành nguồn cảm hứng chính của ông. Nhà phê bình văn học Hoài Thanh và Hoài Chân cũng đã từng nhận xét: Tế Hanh là một người tinh lắm. Tế Hanh đã ghi được đôi nét rất thần tình về cảnh sinh hoạt chốn quê hương. Người nghe thấy được cả những điều không hình sắc, không thanh âm như mảnh hồn làng, trên cánh buồm dương như tiếng hát của hương đồng quyến rũ, con đường quê nho nhỏ. Thơ Tế Hanh đưa ta đến một thế giới rất gần gũi. Năm 1996, ông được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Tiếp theo về sự nghiệp sáng tác. Sẵn có niềm yêu thích, khả năng sáng tác thơ văn, ông thành công trên rất nhiều những tập thơ nổi tiếng như Hoa Niên, Gửi miền Bắc, Tiếng Sóng, Hai nửa yêu thương, Khúc ca mới, vân vân. Nếu yêu thích tác giả này, các em có thể tìm đọc những tác phẩm trên đây nhé. Tiếp theo, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần 2 nhỏ, tìm hiểu về tác phẩm. Sau khi đã có những kiến thức về tác giả, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu phần tác phẩm Quê hương các em nhé. Đầu tiên là về hoàn cảnh sáng tác. Theo các em, bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh nào? Bài thơ Quê hương được sáng tác vào năm 1939. Khi đó tác giả mới 18 tuổi và đang học ở Huế. Bài thơ này là bài thơ đầu tiên của thơ ca hiện đại Việt Nam viết về đề tài quê hương. Nó khơi dòng để sau này những bài tuyệt bút nối tiếp nhau như Núi đôi của Phủ Cao hay Quê hương của Giang Nam, v.v. Về xuất xứ, dòng nào sau đây đúng khi nói về xuất xứ của bài thơ Quê hương? Các em thân mến, bài thơ Quê hương ban đầu được in trong tập Nghẹn Ngào năm 1939 và nhận được giải thưởng của nhóm Tự lực Văn đoàn năm 1940, sau đó được in lại trong tập Hoa Niên năm 1945. Tiếp theo về thể thơ, Thể thơ 8 chữ với phương thức biểu đạt là biểu cảm, tác giả đã thể hiện tình cảm da diết, nỗi nhớ quê hương trong xa cách chảy dài qua từng câu chữ. Như vậy, để xác định được phần D, bố cục của bài thơ, chúng ta sẽ xác định mạch cảm xúc của bài thơ này trước nhé. Về mạch cảm xúc, tác giả Tế Hanh đã sử dụng 2 câu thơ đầu để giới thiệu về quê hương của mình. 6 câu thơ tiếp theo, tác giả miêu tả về khung cảnh thuyền ra khơi. Ở 8 câu thơ kế tiếp, tác giả lại miêu tả về cảnh thuyền về. Và những câu thơ cuối cùng, tác giả đã bộc lộ cảm xúc của mình với làng chài. Tương ứng với mạch cảm xúc trên, chúng ta có bố cục của bài thơ như sau. Phần 1, 2 câu thơ đầu, giới thiệu về quê hương. Phần 2, 6 câu thơ tiếp theo, giới thiệu về khung cảnh thuyền ra khơi. Phần 3, 8 câu thơ kế tiếp, miêu tả vẻ đẹp khung cảnh thuyền trở về. Và phần 4, các câu thơ còn lại, nêu lên tình cảm của tác giả dành cho quê hương. Như vậy, những kiến thức về bố cục của tác phẩm cũng đã kết thúc bài học ngày hôm nay của chúng ta. Để tiếp tục bài học về phân tích tác phẩm, hãy cùng đón xem video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em!